Chết cha Châu Tinh Tổ rồi, gặp ngay Bơm Tàu và ông nội. Ông nội đã phù đầu một tình huống áp sát rất nhanh tới ăn ngũ độc màu xanh. Theo kèm kỹ hệ là một phương án hoàn toàn hợp lý. Và với việc mà ông nội đang chủ động áp sát và gây áp lực liên tục thì rất khó để Châu Tinh Tổ có thể xuống ngựa và xá đòn anh em ạ. Đó là một tình huống chúng ta phải đánh đổi thôi. Xuống ngựa đồng nghĩa rằng ông nội sẽ có thêm cơ hội để áp sát ác ngũ độc màu xanh này. Rất hay. Vẫn chưa knock out được ông nội em nhá. Vậy thì Bơm Tàu sẽ phải thực sự cẩn thận. Châu Tinh Tổ vẫn đang nhắm tới ác ngà mì Bơm Tàu bên chiến đội của ông nội. Rất hay. Khả năng trụ đòn của Châu Tinh Tổ là quá tốt. Ám ngũ độc này đã phun u lung rồi. Cả về sức tấn công và phòng thủ đều ở một mức độ an toàn. Tự nhiên mình thấy lo cho Bơm Tàu anh em ạ. Bởi vì một nhịp sốc đam thôi có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Châu Tinh Tổ đúng là châu thật anh em ạ. Quá châu luôn. Châu này không phải chữ châu trong ngọc ngà châu báu nữa, mà châu này ở trong chữ châu bò. Vậy Châu Tinh Tổ lên đổi về họ TR đi. Châu thực sự. Anh em biết được rằng là những cú cứa lòng của ông nội nó đã đem lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc ở trong mùa đơn đấu và cả ở trong những giải đấu nữa. Ác Thiên Vương đao top 1 của server nhưng không thể nào knock out được Châu Tinh Tổ. Đủ hiểu được rằng là ác ngũ độc này có một sức phòng thủ và bằng kháng tốt như thế nào. Rất khó chịu. Những tình huống ông nội kèm làm cho Châu Tinh Tổ cảm thấy ngộp thở. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến thì Bơm Tàu cũng đang giống như cảnh nghìn chân treo sợi tóc vậy. Ngũ độc màu xanh vẫn cố gắng tiếp cận để vô hình độc và hấp tinh nghiệm có thể lên được. Anh em thấy hấp tinh nghiệm đã lên rồi này. Nhịp đấu mà ác ngoa mi màu tím đã phải mất một bình ngũ hòa để nhồi lại mana của mình. Rất hay. Yếu tố kỵ hệ vẫn chưa thể hiện được ở trong trận đấu này. Khả năng top racing đến từ Châu Tinh Tổ vẫn là rất tốt. Chúng ta cũng cần phải chú ý tới con gái vua. Akami đang support khá hay dành cho ngũ độc. Với những tình huống bắn phong xương từ phía đằng sau thì con gái vua sẽ giúp cho ông nội bị khưng lại từ 1 tới 2 nhịp. Trắng máu anh em ơi. Châu Tinh Tổ đã hồi sinh một cách thần kỳ rồi. Bơm Tàu lên ngựa, trắng máu xong. Thế trận đã đổi chiều. Từ đội được đánh giá là cửa dưới đến bây giờ, lợi thế đang thuộc về đội của Châu Tinh Tổ và con gái vua. Họ vẫn còn hai người, trong khi đó Nga Mì Bơm Tàu đã trở thành dĩ vãng rồi. Quá hay anh em ạ. Chắc chắn thì ở trong những giải đấu tiếp theo, từ solo, song đấu hay những giải đấu khác, Châu Tinh Tổ sẽ có thể bước tiến dài hơn khi ác ngũ độc này đã full set u lung rồi. Một tình huống quay lại rất tốt đến từ ông nội nhưng mà không thể nhắm tới Châu Tinh Tổ được. Đây không phải là một Thiên Vương bang hạng xoàng em nhé. Top 1 của đơn đấu. Người đã cán đích ở mùa đơn đấu tháng đó với 39 trận thắng và chỉ thua có 8 trận thôi. Trong đó có rất nhiều lần đối đầu với những cao thủ PK đẳng cấp ở server Tụ Hiền Trang này. Vẫn còn cơ hội em nhé. Đó là việc ông nội có thể knock out một trong hai ác màu xanh con gái vua gây Châu Tinh Tổ. Nhưng đó là lý thuyết em ạ. Thực sự thì rất khó. Nga Mi đang bắn và làm chậm được Châu Tinh Tổ rồi. Và trong cái âm phong thực cốt của ông nội mất, trong cái âm thanh phốt của Châu Tinh Tổ thì nó cũng rất khó chịu thôi. Vừa dính bằng vừa dính độc. Châu đến mấy đi thì chăng nữa thì cũng rất khó để có thể vựng dậy trận đấu này. Quá đáng tiếc thì Bơm Tàu đã không thể đồng hành cùng ông nội được nữa.
và từ cửa tiền đã chuyển thành cửa sổ rồi. Chào Kỳ Nguyễn, chào Tiến Đạt, chào Khánh Luân, chào trưởng quan thôn, chào Thẩm nhé, chào tất cả anh em. Đúng thật em ạ, không thể nhấc tay được, không thể làm gì được. Không may đối với Team Vương Bang, họ đánh họ không mất nội lực đấy em ạ. Chứ nếu mà đứng gần ở trong khoảng hết cái quãng thời gian vừa rồi thì khả năng cao ông nội hết mana tại tuổi em ơi, mình máu tụt rất sâu, nhồi liên tục. Ông nội cũng trâu thật anh em ạ, trâu tinh tổ chụp xương gà như thế vậy mà không chết được. Rồi cứa máu của trong tinh tổ vẫn nguyên cây thế này thì không ăn thua rồi anh em ạ. Vừa cầm Ngami còn vừa cầm mừng đừng nữa. Ác Thiên Vương Đào vẫn không bỏ cuộc, vẫn đang cố gắng làm hết sức mình để tìm kiếm cơ hội mỏng manh anh em ạ. Toạch. Rồi, chúng ta sẽ xem lại tình huống mà Châu Tinh Tổ đã knock out được ác bơm tàu. Dù ác Nami này đã cố gắng di chuyển ra phía xa rồi anh em ơi, nhưng tình huống xuống ngựa, đó là tình huống mà âm phong thực cốt đã ngấm vào và vô hình độc kết thúc.